Cái dĩa đi. Ta dĩa. Hai ngày mấy cái đầu. Đầu.
hay rồi. Đấy. Dạ, cái vụ này rồi không biết sao nữa. Còn trái cây cũng đem mình cúng luôn, trái cây cũng đem cúng luôn. Cái nào mình cúng anh mình lấy cũng mở cái này cây cũng để dĩa có dĩa chưa? Bà ngoại đi từ đây ra ngoài đó là bà mệt ạ. Đi từ đây ra ngoài là bà mệt ạ. Đi vậy là hơi xa rồi đó. Đi vậy là xa với bà. Ngồi nghỉ chút không? Không. Thấy hôm đi vậy xa nãy ông Nguyên cũng lấy xe ông Đa chở. Xe mình cũng phải chở vô vậy. Ừ, đúng rồi, chở vô, không ai chạy vô á. Phú nữa. Xe hơi hả? Ừ, nãy ông lên xe ông Phú. Lên xe ông Phú chạy luôn. Đó nó chạy phía sau nè. Đứng ngay chờ đi, Phú ra nè chờ. Tới rồi chờ nữa. Tới rồi, tới lộ còn chút xíu nữa tới. Sao kìa? Đi hết đường. Cô không hết thời gian nữa.
còn vài bước nữa tới rồi, cái lộ nó tới rồi. Chín giờ mấy rồi. Chị Hai, chị Hai có đem khăn giấy kìa. Xin chị Hai đi. Đó, cầm mà tao cũng không đem luôn, quên mất tiêu rồi. Cầm cầm tay cái bỏ lại rồi. Khăn giấy nè. Thank you.
are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh god, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Xé không đợi đi xe chung luôn. Lên đây ta đàn trai ta chụp bên đàn trai chuẩn bị ta đi mà. Cái gì vậy? Chú rể bằng con với con trai con. Cô dâu không khóc mà bữa thằng Tài khóc.
Đi giữa đường không có xe chạy à. Thank you.
Ồ, đợt trước còn Trinh là về là còn y nguyên luôn, nay làm gì sớm dữ trời. Dạ.